Xin chào chú và bạn, hôm nay con ăn cá chép chân tường. Mời cô chú và bạn ăn với con nha. Bây giờ cứng. Trứng là trứng. Còn ở đây là trứng. Thôi bây giờ bạn nói chuyện với mình. Hôm nay con sẽ cải thiện có cà phê này. Không cần có tải trứng, có trứng. Hai cục cho bằng lại. Nấm thiên tâm. Nấm nấm mèo. Nấm mèo. Câu chuyện là hôm nay là cô bé Hoàng Hoa Đỏ nha. Cô bé Hoàng Hoa Đỏ thế thì cũng là chưa đúng rồi. Cô bé là cô bé là con nhỏ đã là cháu là cô ba đến. Cô ba cô đó con chó thiệt. Cô bé phải đợi chạy rồi bạn đợi chú chó đi qua đó đó có kim thư đắp đắp đắp. Đúng rồi, đó thằng cái đấm đấm mà chơi mà không cho sáu xuống là rồi nguyên ngủ giấu rồi cũng đặt kim cương làm cái ổ kim cương đặt thành cái nhà kim cương đó. Lên chợ
Từ đó sáng rồi, cái bé bạch đầu cặp con sáu chú á, có thể con khu rừng khó mày rồi, khó ai cấp ba rồi tôi đó giết chết con thôi. Từ đó thì sao mẹ có bé bạch lỡ không sợ con sáu này thật chị ở lỡ con bé bạch lỡ không đạo không sợ thì còn con đứa cũng lo không biết mình có đổ chết nó luôn cười nó rớt ra tẩy cái gì 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 con ăn miếng con mẹ hồi đó bạn có đỏ từ đó thì sao không có đỏ không đỏ đói nổ ra nha kim cương đừng luôn. Trời trong mấy người đó có bạn hết hết những con nào đó là núp rồ hacker go à là go à, go ở trên mây còn hacker là bếp rắp còn rồ à là núp là đất còn rồ là kim cương hacker là bếp rắp à là hacker là hacker da bạc à. Còn go à, go đúng rồi là dạ đúng tới 12 nè, 1, 2, 3, 4 cái tay, 5, 6, 7, 8, 9, 4 cái tay, 10, 12, 13. Kim anh sáng kim chết bông đi đâu you
Tóc bà cha và cha lên mình nghe bà nhìn. Đây là con hấp chim mô ở Mỹ. Đây là con mèo ở Việt Nam. Mèo ở Việt Nam chúng ta cùng nhau. Sáu giờ. Bằng bình chân em ơi đi nào mơ đi nào mơ đi nào mơ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đông nàng yêu thương xa hoàng thân. Ừ, đâu ba nhau ghé, nhau thích nhau à, đâu muốn muốn nào vậy? Ai đồ lại vô. Sao đi hơi mì. Rất là vui. Ủa sao yêu thế. Nếu cô có cái này kết thúc ba chú ở hạn cô chú ở nhớ là xem chương trình những lần bao chú rồi cô chú nhớ xem quảng cáo để con có tiền để con ra những video hay hơn bao chú rồi cô chú nhớ xem quảng cáo nhé.